Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh ITP Club Channel. Thì hôm nay chúng ta lại gặp là một chuyên gia về tài chính bất động sản, Hồ Bá Tình. Xin cảm ơn em. Xin chào anh, xin chào các bạn. Xin cảm ơn em đến với kênh ITP Club Channel. Thì hôm nay chúng ta có một cái tin khá hot trong tuần qua. Đó là cái tin về cái chủ tịch của công ty Novaland. Khá là nổi tiếng, đã từ nghỉ hình như người đại diện pháp luật, đại diện pháp luật đúng không? Dạ. Tổng giám đốc. Thì hôm nay chúng ta sẽ bàn một số cái vấn đề về cái thông tin đó nó có ảnh hưởng tới cái cổ phiếu hay công ty cũng như là nhà đầu tư hay không theo em. Vâng, thì mấy ngày hôm nay thì chúng ta thấy báo chí cũng đưa nhiều về một thông tin là anh Bùi Thành Nhơn thì anh không còn là người đại diện pháp luật của Novaland. Thì xung quanh này thì cũng có nhiều cái ý kiến suy luận một cách tương đối là tiêu cực về Novaland. Tuy nhiên là chúng ta thấy là bây giờ theo cái luật doanh nghiệp mới thì một doanh nghiệp người ta có thể có nhiều người đại diện pháp luật. Và hiện tại thì trước đây thì Novaland có 3 người đại diện pháp luật. Thì sau khi mà anh Bùi Thành Nhơn mà không còn đại diện pháp luật nữa thì chỉ có với lại một cái người trong ban kiểm tra, trong cái ban pháp lý của họ nữa thì chỉ còn là anh tổng giám đốc là anh Bùi Xuân Huy là anh là người đại diện pháp luật. Thì xét về mặt nguyên tắc cơ cấu tổ chức ấy, thì một người hay hai người ba người thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của công ty. Quyền lực của công ty thì nó thể hiện trong cái biên bản đại hội cổ đông. Ví dụ như họ phân quyền cho anh Nhơn là chủ tịch, anh được làm cái gì. Và quan trọng là anh cái quyền lực mềm của anh chi phối đến đâu thôi. Tất nhiên là xung quanh câu chuyện này thì cũng có thể là có những cái ẩn ý đằng sau cái chuyện đấy. Tuy nhiên là cái này chúng ta sẽ bàn sau. Về vấn đề, tuy nhiên là về mặt nguyên tắc thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến công ty Novaland về mặt hoạt động đấy. Thì bên sẵn nhân dịp đây thì mình coi qua cái tình hình về cái công ty này như thế nào. Em cũng được, anh cũng được biết là cái báo cáo tài chính của nhiều năm qua của cái Novaland nó cũng có một số vấn đề mà chúng ta cần quan tâm đến. Thì trước khi vào cái những cái cơ cấu vốn cũng như là báo cáo tài chính thì chúng ta có thể điểm sơ lược qua những cái thông tin mà nó làm ảnh hưởng tới cái Novaland trong cái thời gian vừa qua cũng như là sắp tới không? Vâng. Như anh biết đấy thì hiện nay Novaland được xem là một công ty bất động sản mà lớn nhất của Việt Nam. Có lẽ là ở thành phố Hồ Chí Minh thì hoạt động của nó chỉ đứng đằng sau Vingroup thôi. Đấy, thì Novaland tuy là mới thành lập khoảng 5-6 năm lại đây nhưng tuy nhiên là họ có một cái tốc độ tăng trưởng rất là nhanh. Anh thấy là cái thương hiệu Novaland gần như là người ta phủ sóng khắp nơi. Đúng rồi. Từ dự án nội thành, ngoại thành, đặc biệt là quận 2 và quận 9 thì Novaland, với lại quận 7 thì Novaland là cực mạnh. Thì chúng ta thấy năm 2000, lúc một thời điểm mà Novaland lên sàn thì năm 2016 thì cái doanh thu của họ chỉ có khoảng là 7.3 tỷ. Tuy nhiên là đến năm 2018 thì nó đã tăng lên gấp đôi, là hơn 15.000 tỷ. Cái đấy là một cái mà cái tăng trưởng quá nhanh. Rồi lợi nhuận của họ cũng tăng trưởng nhanh. Về mặt thương hiệu thì chúng ta thấy Novaland rất thành công. Gần như chúng ta đi vào những cái khu vực mà nào mà ví dụ chung cư Novaland chúng ta đều thấy dáng dấp của một cái thương hiệu tương đối cao cấp. Từ vấn đề thiết kế cho vấn đề giá bán cho đến về vị trí cho vấn đề landscape của họ, vấn đề xung quanh môi trường họ đều chăm chút trong vấn đề thiết kế. Vì chúng ta thấy là Novaland thực sự là họ đã định vị được họ trên thị trường ở một độ thương hiệu rất là cao. Họ chỉ đứng sau những cái sản phẩm, một số sản phẩm cao cấp của như Tân Hoàng Minh hoặc là một số cấp khác thôi. Họ là giữa phân khúc, giữa trung và cao cấp. Đấy. Thì so với một số các cái tên tuổi mà chuyên về làm bất động sản ngày trước cũng như nổi lên như Hoàng Anh Gia Lai hay là Him Lam hoặc là những cái công ty mà Vạn Thịnh Phát, những cái mà công ty nó đã có cái bề dày kinh doanh, và Novaland nhiều vài năm gần đây thì nó nổi lên như là một cơn sóng mà sóng cồn rất là mạnh. Thì bản thân là anh thấy là khi mà người ta phát triển một cái dự án thì đi từ A tới Z, có nghĩa là từ xây dựng cho tới thiết kế thi công cho tới đến cái sản phẩm người tiêu dùng luôn. Và thậm chí là quản lý cả cái sản phẩm đó. Thì có một số các cái dự án như anh thấy là bằng những cái đất mà anh Nhân đã mua, và gia đình đã mua, ví dụ như là ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Văn Chỗi ha, ngay gần cái cầu Nguyễn Văn Chỗi, là cái khu có những cái khu
đất gia đình mua và phát triển lên. Và có thậm chí là có những cái khu đất mà gần như kế cận sân bay mà của quần thể, em thấy là cái đất đó thì chắc chắn là cái nguồn gốc của nó chúng ta cũng thấy rằng là nó cũng không phải là của đất tư nhân. Theo em thì hiện nay cũng đã có một số thông tin trong đầu năm vừa qua, thì có một số em có thể điểm tin lại một số cái đất mà nó dính dáng tới một số cái pháp lý mà dự án dính pháp lý mà báo chí đã từng đăng, thì em mình có thể điểm tin lại một số cả cái... Novaland chúng ta thấy cái con đường phát triển của họ là chủ yếu là họ thực hiện các dự án và M&A dự án. Tức là họ đi, họ có thể là họ kết hợp với lại những cái doanh nghiệp mà có thể là có nguồn gốc nhà nước trước đây. Họ có đất ở đấy, sau đấy họ kết hợp với họ và cùng góp vốn để đầu tư. Thì cái pháp nhân mà đầu tư những dự án chúng ta thấy thì phần lớn có thể là không phải là Novaland trực tiếp đầu tư vào đấy, mà họ có thể là góp vốn với một cái đơn vị khác để họ hình thành một cái dự án và họ đầu tư dự án đấy. Thì trong rất nhiều dự án đấy là có nguồn gốc đất của nhà nước. Thì chính cái cách đầu tư đấy người ta gọi là thời điểm, mà ví dụ cách đây khoảng 3 năm thì rất nhiều cái báo chí và chuyên gia ca ngợi đấy là một cách đầu tư cực kỳ thông minh. Bởi vì thứ nhất là cái thời gian rút ngắn xuống rất nhiều. Khi mà một bình thường một cái dự án mà chúng ta đi xin mà từ A đến Z giải phóng mặt bằng tất cả các thứ thì nó có thể mất thời gian rất dài, thậm chí là cả chục năm mới xong. Tuy nhiên là Novaland thì thường thường là những cái công ty mà họ có thể là vốn họ yếu, họ không thể đủ khả năng xây dựng. Thì Novaland với cái thế mạnh của mình về vấn đề là kinh doanh bán hàng, với cái đội ngũ mà thiết kế design cho đến thì họ đến họ làm gia tăng rất nhiều từ cái dự án đấy. Nó dẫn đến là cái việc mà Novaland tăng trưởng rất nhanh trong thời gian qua. Tuy nhiên là đầu năm 2019 thì chúng ta thấy ở thành phố Hồ Chí Minh thì từ giữa năm 2018 thì nó có một cái cuộc gọi là thanh tra về dự án rất lớn. Và hơn 150 dự án ở thành phố Hồ Chí Minh bị thanh tra. Trong đấy thì Novaland có 7 dự án bị thanh tra. Và tuy nhiên là đến thời điểm hiện nay thì cũng có một số dự án là người ta đã xong và chấp nhận cho Novaland làm sổ đỏ. Tuy nhiên là cũng có rất nhiều dự án là cũng chưa hoàn toàn là được giải bỏ cái chuyện đấy. Với thứ hai là cái việc thanh tra là nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái mà cái con đường đi của Novaland. Trước đây họ mua được rất nhiều cái dự án với cái giá rất là cạnh tranh, dẫn đến là cái lợi nhuận biên của họ cao. Tuy nhiên là bây giờ thì cái việc mà chuyển đổi đất công từ những cái doanh nghiệp rồi những cái cơ quan nhà nước trở thành đất tư nhân để làm dự án đã gặp rất nhiều khó khăn. Và cái giá nó cũng không còn mềm như ngày trước, bây giờ phải đấu giá. Và có thể khi mà đấu giá thì cái giá có thể vẫn rất cao và nó làm cho lợi nhuận biên nó giảm. Thì cái cách thức kinh doanh của Novaland thì như vậy thì bây giờ nó cũng bị hạn chế rất nhiều. Thì ở trên cái báo cáo tài chính thì ở đây chúng ta cũng đã thấy trong những năm vừa qua chúng ta thấy là cái doanh thu của họ phát triển rất là nhanh. Đặc biệt là những cái năm 2016, 17, 18. Thì 2018 thì nó phát triển coi như là vượt bậc. Và chúng ta thấy rằng là cái giá vốn hàng bán của nó không tăng nhiều. Và nó tính ra thì cái chuyện mà lợi nhuận trên cái phần mà doanh thu thì cũng khá là cao. Lợi nhuận doanh thu cũng khá là cao, tương ứng là phải như chúng ta đã thấy ở đây cũng là khá là tốt với cái lợi nhuận như vậy. Thì tuy nhiên thì chúng ta bàn tới một cái vấn đề mà chúng ta thấy là ở đây một cái điểm focus, cái điểm mà chúng ta vô là chúng ta thấy là có một cái tổng tài sản ở đây chúng ta đang có là khoảng chừng là đây chúng ta đang có tổng tài sản năm 2017 là nó khoảng 69.000 tỷ. 69.000 tỷ đúng không? 70.000 tỷ. 2018. 2018 là 70.000 tỷ. Tuy nhiên thì nợ phải trả, tổng số nợ phải trả là tới gần 50.000 tỷ. 50.000 tỷ thì trong đấy cái nợ ngân hàng của họ khoảng gần 30.000 tỷ. Như vậy thì cái nợ ngắn hạn nó chiếm tới phần lớn là tới 28.000 tỷ rồi, thấy không? Vay và thuê tài chính 11.000 tỷ. Thì nói chung thì cái chuyện mà nợ này thì có thể là công ty con hay là cái gì đó rất là nhiều, nhưng mà vay đây là nợ vay, nợ vay khá là lớn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái kinh doanh thực sự của cái Novaland trong cái giai đoạn vừa qua thì chúng ta thấy là để phát triển nóng như vậy thì hiện nay thì theo em thấy trong cái cơ cấu vốn như thế này thì chúng ta có điều gì xảy ra? Chúng ta thấy thì nếu mà so nợ với lại nợ vay với lại cái vốn đầu tư gọi là vốn chủ sở của Novaland ấy, nợ vay tức là nợ vay ngân hàng ấy, nó gần khoảng gấp 1,5 lần, thì đây là một cái cơ cấu nợ tương đối cao. Còn nếu mà so với lại cái nợ tất cả nợ khác, nợ vay và một số nợ ví dụ nhà đầu tư đã tiền trước và doanh thu chưa thực hiện của họ ấy, thì nó có thể gấp khoảng hơn 2 lần, khoảng 2,5 lần.
thì đây cũng là một cái tỷ lệ lệ nợ tương đối cao của một công ty kinh doanh bất động sản. Ừ. Tuy nhiên ở đây chúng ta phải nhìn thấy một cách tổng thể. Tức ở đây tức mọi chuyện mà Novaland họ khi mà họ đang đẩy lực lên thì họ phát triển một cái rất nhanh. Thì hiện tại chẳng hạn như Novaland họ đang có kế hoạch đầu tư, họ gom cái đất ở du lịch nghỉ dưỡng khách sạn họ đến khoảng 2.700 hecta. Trong đấy thì có một cái ở Bình Thuận thì họ có dự án Nova World là hơn 1.000 hecta rất lớn. Thì để họ kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì cứ đất mà riêng họ có thể những cái là chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc những cái gọi là ký thì họ cũng bây giờ cũng gần 700 hectare ở riêng thành phố Hồ Chí Minh và một phần nhỏ nhỏ ở Cần Thơ nữa. Thì với cái quỹ đất đấy thì nếu mà trong một cái điều kiện mà cái thị trường bất động sản ấy, nó phát triển tốt như khoảng 2 năm vừa qua hay là họ có thể họ có những chiến lược thông minh thì cái đòn bẩy tài chính tuy nhiên cao như vậy nhưng nó có thể trở thành một cái lợi thế của họ. Tuy nhiên là nếu mà trong một bối cảnh khác, chẳng hạn như bây giờ như năm 2019 hoặc là họ rất khó khăn trong vấn đề triển khai dự án. Rất nhiều dự án mà có liên quan đất công của họ, chẳng hạn như trong một mảnh đất có thể có là ví dụ vài chục hecta, tuy nhiên là có 1-2 hecta đất công thì gần như dự án không thể triển khai được. Thì đấy là một trong những cái rủi ro đối với họ. Thì được biết trong 2 năm gần đây thì cái Vingroup đã tấn công vào cái thị trường mà căn hộ cao cấp hoặc là những cái biệt thự mà Novaland nhiều năm trước đã phát triển rất tốt. Và Vingroup đã phần nào đó đã lấy đi khá nhiều các cái khách hàng của Novaland. Thì cái sự cạnh tranh đó đã cho thấy là cái thị trường cũng gặp nhiều khó khăn trong cái vấn đề mà phát triển những cái chung cư ở trong nội đô. Chung cư ở trong nội đô đúng không? Thì ngày trước thì mới đầu phát triển chung cư thì chúng ta thấy là những có những cái tòa chung cư ở xa thành phố, xong rồi bắt đầu phát triển nội đô. Thì Novaland thành công là khi phát triển được cái chung cư cao cấp ở trong nội đô. Và trong sự xây dựng lớn mạnh của Vingroup đánh trong 2 năm vừa qua thì đã đánh bật Novaland khá lớn. Cái thị trường nó cũng đã giảm sút, thật sự là giảm sút. Đó là theo cách theo dõi của anh trên thị trường như vậy. Thì cái mảng đó hiện nay bây giờ nó gần như là bão hòa, và mình thấy rằng cái hướng đi của Novaland sắp tới theo em thì họ đang tập trung vào những cái hướng nào? Tại vì anh thấy có một cái dự án khá là lớn ở dưới Vũng Tàu hay là ở Bình Thuận. Bà Rịa. Thật ra thì Novaland với lại Vingroup thì họ cũng tức là cái như đúng như anh nói thì cái mô hình kinh doanh của họ thì họ có xen kẽ vào một số mảng thôi. Vingroup họ vẫn đi một phân khúc tương đối cao hơn Novaland. Novaland thì nó phát triển mạnh trong những năm trước là nhờ những dự án, như lẽ chúng ta thấy xung quanh đây chúng ta thấy có một số dự án. Còn bây giờ thì họ phát triển một số dự án lớn ở thành phố, chẳng hạn như Sunrise City hoặc là Sunrise Advent thì nó cũng gần như Vingroup. Tuy nhiên là cái mảng đấy thì nó cũng hai phân khúc khách hàng cũng tương đối là khác, và nó đương nhiên là nó có ảnh hưởng. Vingroup bây giờ nó cũng đi theo cái mảng khách hàng tương đối thấp xuống để họ vớt khách hàng, thì nó là cạnh tranh. Tuy nhiên là cái khó của Novaland lơi giống như chúng ta trình bày ban đầu ấy, là nó nằm ở chỗ là vấn đề chính sách nó thay đổi. Thì dẫn đến là Novaland nó sẽ thay đổi rất khó khăn. Ngày trước họ có thể dễ dàng nó kiếm một cái dự án có nguồn gốc đất công đất sạch đúng không, với cái giá rẻ hời, nhưng bây giờ thì cái chuyện đấy đối với họ là khó khăn. Và họ bây giờ họ phải đẩy ra, vì từ năm 2018 thì họ đã thay đổi chiến lược và họ đầu tư nhiều hơn vào bất động sản nghỉ dưỡng ở các vùng. Và bây giờ thì họ ở Bình Thuận họ có một cái dự án lớn Nova Hill và Nova World. Thì ở Nova World thì Bình Thuận họ có 2 dự án, còn ở Vũng Tàu thì họ có Novavit. Thì họ cũng phát triển được và bây giờ họ có 5 dự án du lịch bất động sản nghỉ dưỡng. Thì cái theo thông tin thì trên họ đã công bố thì họ bán những dự án này có rất nhiều khách hàng mua, mặc dù nó chưa xây dựng hạ tầng và có thể là những cái pháp lý cuối cùng họ cũng chưa hoàn thiện. Tuy nhiên là cây đây là một trong những cái mà rất nhiều người đánh giá cao của Novaland, họ có thể kỳ vọng lợi nhuận có thể mang lại cho họ từ 2 đến 3 năm tới, có thể đến 5 năm. Vì với cái quỹ đất mà bây giờ khoảng 2.700 hecta mà họ đang phát triển thì họ hoàn toàn là có thể, nếu mà điều kiện thị trường bất động sản thuận lợi thì họ hoàn toàn họ có mang được cái nguồn doanh thu tương đối lớn cho họ.
Thì ở đây chúng ta cũng đã thấy một cái sự tồn kho của trong cái báo cáo tài chính ở năm 2018, chúng ta có 33.000 tỷ. Vâng. Thì một cái lượng tồn kho tương đối lớn, tương đối lớn. À, cũng khá lớn, mà khá lớn so với tổng tài sản, phải không? Tổng tài sản như em thấy chúng ta có gần 70.000 tỷ, mà trong đó một nửa là hàng tồn kho rồi, đúng không? Vâng. Thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là nợ dài hạn nó khoảng cỡ tầm 21.000 tỷ, nợ dài hạn 21.000 tỷ, thì vay cho thuê tài chính khoảng cỡ 16.000 tỷ, thì con số cũng tương đối lớn, con số tương đối lớn. Thì ở đây chúng ta có thể coi tiền mà các mặt tương đương tiền, thì chúng ta coi xem coi có đủ cái nguồn mà vận hành những cái dự án mới nữa hay không. Thì anh nghĩ nếu mà với một cái quy mô lớn như vậy thì cái chuyện mà tiền các mặt tương đương tiền khoảng cỡ đâu đó 7.000 tỷ thì nó cũng không có nhiều lắm so với những cái dự án tương đối lớn mà mình vừa cãi năm cái dự án, đúng không? Đây là mình đang nói là có thể triển khai, đúng không? Yeah. Vấn đề triển khai ngay là rất khó. Vâng. Chúng ta một lúc chúng ta đánh trên 5 cái dự án mà cực kỳ lớn mà Mỹ giữ. Vấn đề là đấy là anh cập nhật con số mà cuối 2018. Thật ra thì đến tháng 6 2019 ấy, thì tồn kho của họ đã lên khoảng đến gần 42.000 tỷ rồi. À, nếu mà cái quý tổng, đúng không? Dạ, tổng tài sản của họ đã là khoảng 75.000 tỷ. Thì đây là con số trên báo cáo hợp nhất thôi. Thì tất nhiên là chúng ta phân tích, chúng ta thấy một công ty mà họ sử dụng đòn bẩy tài chính cao như vậy, rất nhiều dự án, đặc biệt là những đầu tư rất nhiều dự án của họ, thì nếu mà gặp vấn đề chẳng hạn như lãi suất bây giờ chúng ta thấy rất cao. Lãi suất có những ngân hàng giống như Phát Nạt họ phải vay đến 14%, rất nhiều cái công ty là phải vay đến 12%. Thì với cái hiện tượng mà lãi suất như vậy ấy, thì cái chẳng hạn như cái hiện tượng mà tài chính như năm 2011-2013 nếu mà xảy ra ở Việt Nam ấy, thì những công ty mà sử dụng đòn bẩy tài chính cao mà hàng tồn kho nhiều như Novaland ấy, thì chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đấy là chúng ta thấy sau một thời gian chẳng hạn người ta đẩy cái phân khúc cho giống như cách đây 2 năm chúng ta thấy là cái phân khúc mà rất nhiều nhà đầu tư lao vào đấy là phân khúc về Novotel với lại cái căn hộ khách sạn ấy, nó bán ấy, thì bây giờ gần như những người mà phát triển những cái dự án giống như là chúng ta thấy như ở Đà Nẵng hay là ở Nha Trang thì những doanh nghiệp đấy gặp rất nhiều khó khăn. Coco Bay chẳng hạn, giống như Coco Bay hay là SLC chẳng hạn. Thì Novaland hiện vừa rồi ấy, thì họ xây dựng là một số giống như Nova World ở Phú Quốc, thì họ gọi là đại đô thị nghỉ dưỡng, tức là họ trong đấy có đất thổ cư, nhưng trong đấy có một phần về đất nghỉ dưỡng thì họ cũng trung hòa được cái đấy. Thì đấy là cái chiến lược phát triển của họ tương đối khôn ngoan, thì họ lách những cái chuyện mà khó khăn của những công ty gọi là về bất động sản giống như bất động sản nghỉ dưỡng đấy. Tuy nhiên là chúng ta thấy là chắc chắn là với cái đòn bẩy tài chính đấy thì cũng là một cái điểm trừ đối với Novaland trong thời gian tới. Bởi vì với tình hình kinh tế vĩ mô như bây giờ thì có thể là những cái sự sôi động của thị trường bất động sản nó sẽ giảm sút rất nhiều trong thời gian tới. Nói chung về cái mà thị trường mà nghỉ dưỡng, du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với các cái mô hình bất động sản thì trong một thời gian vừa qua nó phát triển quá nóng, và phần lớn là tất cả các cái cung về vùng biển nó không tập trung và trải dài từ Bắc vào Nam. Thậm chí là rất nhiều các dự án mà trải dài tới Quy Nhơn rồi tới Bình Thuận thì đã làm rất là nhiều rồi, đúng không? Rất là lâu rồi. Rồi Quy Nhơn rồi những cái thị trường mới mà làm như vậy thì chúng ta thấy tới thị trường mà Vũng Tàu rồi thị trường này nọ thì cũng đã làm, và hiện nay thì cái lượng khách để mà đáp ứng được cái vấn đề đó thì nó đang bị bó hẹp, bởi tại vì cái lượng khách chúng ta sẽ không tập trung vào những cái du lịch như vậy. Đúng, đúng. Thì tất nhiên là cái chiến lược mà trong vài năm tới của Novaland họ tập trung vào đất nước riêng, thì chúng ta thấy trong 3 năm gần đây thì cái khách du lịch, tốc độ tăng của khách du lịch Việt Nam rất nhiều. Trong đấy thì có một cái ảnh hưởng rất lớn từ khách Trung Quốc. Tuy nhiên là năm 2019 này chúng ta thấy là khách từ Trung Quốc họ gần như là họ không có tăng nữa. Thì bù lại cái nguồn khách từ Nhật Bản và Hàn Quốc họ đổ sang đây, tức là họ không đi du lịch Trung Quốc nữa, họ đổ sang thị trường Việt Nam. Tuy nhiên là cái tốc độ tăng này thì nó chắc chắn là nó cũng không thể nào duy trì trong 2-3 năm tới mà mạnh được. Họ chỉ làm cái bước chuyển đổi thôi.
dẫn đến mà cái thực sự mà cái gọi là cái tiềm năng thực sự của cái bất động sản Nghi Dương trong thời gian qua nó bị đẩy lên quá cao so với lại cái tiềm năng thực sự của nó. Nó dẫn đến là rất nhiều người ta đầu tư bất động sản Nghi Dương, và chắc chắn là trong khoảng 2-3 năm nữa thì cái hệ quả của nó có thể là phải, chúng ta đã nhìn thấy là cái hệ quả khi mà người ta kỳ vọng quá lớn vào cái bất động sản Nghi Dương ở Việt Nam, thì cái đấy cũng là một cái có thể đôi lúc có thể nó ở một cái ván bài cuối em. Nhiều khi mình sẽ mắc kẹt em hiểu không? Một khi mình đã đánh cược với ván bài cuối thì những cái ván bài trước á là nó dẫn tới mình cho mình tới một cái ván bài cuối. Vâng. Và thường thì cái ván bài cuối này nó sẽ mắc kẹt nhiều nhất. Vâng. Và đấy là cái chúng ta đang lo ngại. Đang lo ngại thôi. Còn ở đây có một cái số liệu nó cũng khá là thú vị ở đây. Như em thấy là vốn chủ sở hữu của chúng ta là sổ góp, có nghĩa là cổ phần á. Vâng. Mỗi một cổ phần ở đây có khoảng 9.300 tỷ. Vâng. Gần 9.400 đi, mình làm tròn là 10.000. Thì ở đây chúng ta có một cái là nợ, đúng không? Tổng tài sản là 7, bây giờ là lên quý 2 là lên 74.000 tỷ rồi, 75.000. Vâng. tỷ rồi. Vâng. Thì cái này là thật ra thì phát triển nợ thôi, nợ ngắn hạn thôi. Vâng. Em thấy là phát triển nợ ngắn hạn lên. Và chúng ta thấy là tổng cái nợ phải trả là 52.000 tỷ. Như vậy anh có một cái cảm tưởng như thế này, thì nếu như chúng ta đang sở hữu 10.000 cổ phiếu, có nghĩa là một cổ phiếu là giá trị 10.000, vâng, đúng không, so với vốn chủ sở góp, mà chúng ta đang gánh một cái nợ là 50, có nghĩa là 50.000, đúng không? Anh tưởng tượng là như vậy, nếu mà chúng ta có một cổ phiếu thì một điều chắc chắn rằng cái cổ phiếu của Novaland đang phải có một cái món nợ ở đâu đó, phải không? Là 50.000. Vâng. Thì cái giá hiện nay thì nó là anh như là sáu mấy, đúng không? Là hơn 54.000. 54.000 thì nó vừa 66.000. Sáu mấy ngàn thì nó vừa tầm kiểu là chúng ta lời một chút đỉnh, bởi vì cái số nợ chúng ta đang gánh, đúng không? Em có một cái lý do nào hoặc là một cái suy nghĩ nào để cho lý giải cái việc này? Thật ra thì chúng ta thấy thì thời gian qua thì đúng là so với các doanh nghiệp bất động sản khác thì người ta gọi là đòn bẩy tài chính của Novaland thì đúng thực tế là nó tương đối cao. Chẳng hạn như chúng ta thấy thì vốn góp của họ thực tế thì khoảng 9.000 tỷ, tất nhiên là cộng thêm đằng như vốn cổ phần rồi lợi nhuận, tất nhiên lợi nhuận chúng ta chỉ biết là họ ghi nhận thôi. Thì nhưng nợ thực tế của họ bây giờ là khoảng, tức là một cổ phần, một đồng góp vốn ban đầu thì nợ bây giờ của họ khoảng 5.2 đồng. Thì đây là một trong những cái tỷ lệ đòn bẩy tài chính cao và có thể gây rủi ro cho Novaland trong tương lai. Chúng ta thấy cái đấy. Còn đương nhiên với cái giá của cổ phiếu của Novaland bây giờ mà 62.000 ấy, thì cái PE gọi là PB của họ, tức là giá cổ phiếu trên book value của họ thì bây giờ cũng khoảng 3 lần. Còn EPS của họ thì PE của họ ấy, thì bây giờ nó khoảng tầm khoảng 16 lần. Tức là EPS của họ bây giờ khoảng 17 lần nhé, EPS họ 3.500. Thì đây là một cái mức định giá tương đối cao so với một cái doanh nghiệp bất động sản mà có cái tỷ lệ đòn bẩy tài chính cao như Novaland. Tất nhiên là chúng ta, nếu mà chúng ta nhìn dài hạn hơn thì Novaland nó còn có những cái rủi ro khác. Tất nhiên là bên cạnh cái thương hiệu rất là tốt của họ, chúng ta thấy thì họ có hai cái thái cực. Nếu thực sự họ mà có cái bước phát triển thì họ có thể họ đi rất nhanh. Tuy nhiên nếu mà cái thái cực ngược lại còn đối với họ thì cũng là một cái điểm xấu đối với họ. Theo anh hình dung ra được cái doanh nghiệp này rất là hay là ở chỗ là người ta sử dụng được cái mình, anh đang đánh giá rất cao về cái giám đốc tài chính của Novaland. Cái chuyện này là anh có được biết thì là bởi vì sao? Bởi vì các bạn cứ tưởng tượng nè, vốn chủ sở hữu góp của chúng ta đang cỡ khoảng 10.000 tỷ mà lãi một năm vừa qua 2018 là 3.000 mấy trăm tỷ. Vâng. Đúng không? Thì chúng ta đang lãi 30%, đúng không? Vâng. Đây là cái mà mọi người thường hay nói về sử dụng đòn bẩy tài chính. Người ta đang sử dụng đòn bẩy tài chính rất lớn và nó làm lợi rất nhiều cho cổ đông. Vâng. Cho nên cái giá nó anh nghĩ là cái người ta kiểm soát được cái vấn đề mà nợ đó được. Tuy nhiên thì nếu không kiểm soát được thì chính cái nợ đó nó sẽ làm cho cái Novaland gặp nhiều khó khăn, mà cực kỳ khó khăn. Thì cái việc này chỉ có giám đốc tài chính của doanh nghiệp đó mới có thể kiểm soát được. Còn chúng ta chỉ nhìn lại cái cơ cấu vốn này thì với cái cơ cấu vốn này thì rất, nếu mà chúng ta không
quản lý tốt hoặc là phát triển tốt thì nó gặp rất nhiều rủi ro cho chúng ta, thậm chí là nó sẽ làm cho tiêu tan cả cái doanh nghiệp. Mình nói ở đây cho các bạn hiểu là chúng ta đang có 9.000, 10.000 tỷ mà lãi một năm 3.000 tỷ, hơn 3.000 tỷ năm vừa qua 2018, nhưng nợ tới 50 mấy ngàn tỷ rồi các bạn. Thì cái này là rất là nguy hiểm. Thì đây là một cơ cấu vốn mà tương đối hay, và cái người mà quản lý giám đốc tài chính nó đem lại chủ doanh nghiệp thực sự tốt. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Hy vọng rằng những cái trao đổi ngày hôm nay sẽ giúp ích cho các bạn nhìn nhận về Novaland kỹ hơn, tốt hơn. Xin cảm ơn. Xin chào. Xin chào. Cảm ơn. Xin chào các bạn.